xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đặng Quốc Khánh, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và mình hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Chào tất cả mọi người, mình tên là Ngô Thị Ngọc Linh, đến từ Kiên Giang, mình đến từ trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn. Số báo danh của mình là 148, mọi người ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Minh Quốc, đến từ Bình Định, hiện đây là sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản lý thể thao. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Ngân. Em đến từ trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Thể dục Thể thao khoa huấn luyện. Số báo danh của em là 158. Xin chào mọi người, mình là Tấn Phát, đến từ Tây Ninh. Mình đang là sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao năm thứ tư khoa giáo dục thể chất môn điền kinh. Và mình đến với cuộc thi này, mong muốn của mình được học hỏi giao lưu với tất cả các bạn để quảng bá thêm hình ảnh của ngành gym và thể hình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tài Thị Thu Hiền, mình đến từ Ninh Thuận, là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Y dược Pasteur. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Quốc Cường, hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến từ mảnh đất Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mình rất là vui và vinh dự khi là thí sinh cuộc thi Fitness Model sinh viên. Mọi người, em là Cao Thị Cẩm Tú, là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn. Hiện tại em đang sống và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. Số danh của em là 149. Xin chào mọi người, tôi tên là Anh Tùng, là sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến từ miền Đất Võ ở Bình Định. Đến với cuộc thi này, tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Bích Châu, hiện đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Thể dục Thể thao, chuyên ngành quản lý.
Số báo danh của mình là 127. Mọi người yêu thích và ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Anh Đức, đến từ Đồng Tháp và hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kỹ thuật Công nghệ HUTET. Mọi người, mình tên là Mai Đình, đến từ Tây Ninh và hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tài chính. Chào mọi người, em tên là Nguyễn Đoàn Công Hậu, năm nay em 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Tú Trâm, đến từ Vĩnh Long, hiện là mình sinh viên khoa Dược từ trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Số báo danh của mình là 163, mong mọi người yêu thích và ủng hộ cho mình nhé. Mình xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Phước Thiên Long, hiện mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa của mình là khoa Công nghệ Vật liệu. Hãy bình chọn cho mình nhé. Mọi người, em tên là Nguyễn Phương Trúc, hiện tại đây là sinh viên năm nhất trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản lý thể thao. Em đến với cuộc thi với mong muốn được học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Chào tất cả các bạn, mình là Huỳnh Tấn Đạt, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của mình là marketing, số báo danh của mình là 146. Xin các bạn ủng hộ cho mình nhé. Chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Kiều Anh, năm nay mình 21 tuổi, hiện tại mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mục tiêu của mình đến với cuộc thi là vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, thể hiện bản thân và muốn là chính mình. Số báo danh của mình là 143, mọi người hãy ủng hộ cho mình nhé.
Xin chào các bạn, mình tên là Tô Kim Điền, hiện mình đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mình số báo danh của mình là 104, các bạn ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Nguyễn Kim Đại, năm nay tôi 21 tuổi. Tôi đến từ trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của tôi là 101. Mọi người hãy cổ vũ cho tôi nhé. Chào tất cả các bạn, mình tên là Izoniu, mình đến từ Đắk Lắk, hiện mình là sinh viên năm 2, trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của mình là 106. Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Thế Nhất, hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang học khoa kỹ thuật xây dựng. Hôm nay mình đến với cuộc thi để lan tỏa bộ môn fitness đến tất cả mọi người, để cho thấy được vóc dáng cũng như là sức khỏe bộ môn fitness mang lại cho chúng ta. Chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Đức Phương, em là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Số báo danh của em là 135, xin mọi người hãy bình chọn cho em. Em tên là Trần Quốc Tài, em đến từ Đồng Nai. Hiện em đang học năm 2 của trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, khoa công trình. Em chuyên ngành cầu đường bộ. Số báo danh của em là 116. Xin mọi người hãy bình chọn cho em nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Phan Nhật Tiến, mình học trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người ủng hộ cho mình nha. Em tên là Huỳnh Hoàng Trí, hiện tại em là sinh viên của trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, học khoa huấn luyện thể thao môn điền kinh. So với danh em là 140, hãy bàn trận cho em nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Anh Tuấn, hiện năm nay em 18 tuổi. Tôi hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của mình là 111. Hãy bình chọn cho mình nhé. Xin kính chào ban giám khảo, em tên là Phan Ngọc Minh, là sinh viên năm tư của trường Đại học Thể dục Thể thao. Số danh của em là 159, xin quý vị sẽ ủng hộ cho em số danh 159.
Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Văn Trung, mình đến từ Bình Định. Hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản lý. Số báo danh của mình là 137. Xin các bạn hãy ủng hộ cho mình nhé. Chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Quốc Duy, hiện mình đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chuyên ngành ô tô. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Quyền. Hiện mình đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của mình là 117. Mình rất vui khi được tham gia cuộc thi này, rất mong các bạn ủng hộ và cổ vũ cho mình. Cảm ơn. Chào mọi người, tôi tên là Bạch Thị Dung Nhi, tôi đến từ Phú Yên. Tôi học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất vui vì được tham dự cuộc thi này. Số báo danh của tôi là 139. Các bạn hãy cổ vũ cho tôi nhé. Mình tên là Nguyễn Kim Kiều My, mình đến từ Đồng Nai, mình đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Số báo danh của mình là 125, mọi người ủng hộ cho mình nha. Nguyễn Anh Đào là sinh viên năm nhất của trường Học viện Hàng không khoa Vận tải và số báo danh của em là 103. Xin chào mọi người, em tên là Võ Hoàng Khả Quyên. Em đến từ trường Đại học Hoa Sen, năm nay em học năm nhất. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Số báo danh của em là 115.